thực hiện loạt đá penalty trước, loạt đá 11m đầu tiên. Người được giao trọng trách đầu tiên thực hiện tình huống đá phạt của cầu thủ Phan Đình Công sẽ là số 16 Michael. Michael sẽ phải đối đầu với David. Loạt đấu súng rất căng thẳng. Chiếc cúp của Starbucks International Football Cup năm 2019 đã có mặt trên sân và nó đang chờ đợi chủ nhân của mình. Rất rất căng thẳng vào thời điểm hiện tại. Michael và David. Michael dứt điểm. 1-0 dành cho cầu thủ Phan Đình Công. Bàn thắng mở điểm. Một khởi đầu thuận lợi dành cho cầu thủ Phan Đình Công. Tiếp theo, người được giao trọng trách đã cú đá đầu tiên của Sài Gòn Rider không ai khác là Danny Hot, chân sút số 1 của họ ở mùa giải năm nay. Với 15 bàn thắng trên mọi mặt trận, Danny Hot sẽ đối đầu với Vũ Xuân Thịnh. Xuân Thịnh và Danny Hot dứt điểm, không vào. Pha bay người chính xác của Vũ Xuân Thịnh. Pha bay người xuất sắc của Vũ Xuân Thịnh. Nó khác hẳn với phong độ của anh ở trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số tạm thời là 1-0 dành cho Phan Đình Công. Văn Cần sẽ là người tiếp tục thực hiện quả đá phạt dành cho cầu thủ Phan Đình Công. Phan Đình Công ngày hôm nay họ đã có một hiệp hai thi đấu rất tốt nhưng không thể có được bàn thắng, nhưng giờ đây thì họ đang có được tâm lý và có được lợi thế rất lớn. David sẽ đối đầu với Văn Cần, chuyên gia xuất phạt của Phan Đình Công. Văn Cần dứt điểm. Pha đặt lòng nhẹ nhàng đánh bại thủ môn David. 2-0 dành cho Phan Đình Công. Sau Danny Hoss sẽ là Owen. Khung thành bên trái màn ảnh nhỏ của quý vị là một khung thành ngày hôm nay không phải nhận quá nhiều tình huống tấn công. Owen. Pha dứt điểm quá khó của Owen. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho cầu thủ Sài Gòn Rider. Số 7 của Phan Đình Công sẽ thực hiện tình huống đá quả đá tiếp theo. Vũ Hoàng Anh. Vũ Hoàng Anh và David. David Ramsey sẽ đối mặt với Vũ Hoàng Anh. Vũ Hoàng Anh dứt điểm. Rất đáng tiếc dành cho Sài Gòn Rider. David đã đổ người đúng hướng nhưng không thể cản phá được cú dứt điểm của Vũ Hoàng Anh. 3-1 dành cho Sài Gòn, cầu thủ Phan Đình Công. Ramos sẽ là người thực hiện quả đá thứ 3. Quả đá thứ 3 dành cho các cầu thủ Sài Gòn Rider. Ramos và Vũ Xuân Thịnh. Ramos dứt điểm, không thành công. Vũ Xuân Thịnh trong hiệp thi đấu chính thức, anh thi đấu không quá xuất sắc, nhưng trong loạt đá penalty này thì số 23 của Sài Gòn, của cầu thủ Phan Đình Công đang làm được nên những điều kỳ diệu. Những pha đổ người đúng hướng của Vũ Xuân Thịnh. Minh Hoài sẽ là cái tên tiếp theo. Minh Hoài nếu thực hiện thành công quả đá này thì Phan Đình Công sẽ vô địch. Minh Hoài, tỷ số là 4-1 và như vậy Phan Đình Công chính thức trở thành nhà vua mới của giải đấu năm nay. Phan Đình Công đã vượt qua Sài Gòn Rider, đã trả được món nợ ở năm 2018 và họ đã lên ngôi vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng. Xin chúc mừng cầu thủ Phan Đình Công với chiếc vô địch này và cũng xin chia buồn cùng với Sài Gòn Rider. Họ đã có một hiệp đấu tốt, hiệp một họ thi đấu tốt nhưng không thể có được bàn thắng và đành chấp nhận về nhì ở giải đấu năm nay.